sẽ thử cái tính năng Dehaze ở trên cái Lightroom CC. Đây là tính năng mà Adobe mới update ngày hôm nay. Thì đây là những cái hình của mình chụp. Thì các bạn thấy là nó luôn luôn có một lớp sương mờ ở trên. Và thường mình phải kéo nhiều thứ, tăng contrast hay giảm shadow hay giảm black gì đó để cho nó cái hình nó trong trẻo hơn. Thì bây giờ Adobe đã tích hợp cái tính năng Dehaze sẵn ở trong đó, nằm ở trong cái phần effect ở bên phần develop. Thì các bạn xem mình kéo nó, bây giờ mình sẽ kéo cho các bạn xem. Đó. Chuyện kéo mình đang kéo lên 38% để cái hình lên nó trong lên đáng kể, và mình sẽ kéo lên một chút xíu nữa. Tùy cái mức độ các bạn thích thì các bạn sẽ kéo. Mình cảm thấy sau khi kéo xong cái hình nó hơi tối, mình sẽ cho cái hình nó sáng lên một chút xíu. Đó. Bây giờ mình sẽ thử một tấm hình khác. Ví dụ tấm hình này. Đó, các bạn thấy là hình nó hơi có một cái lớp xương ở phía trước, thì mình sẽ kéo cái Dehaze nó lên một chút. Ví dụ như mình kéo lên 33% thì các bạn thấy là cái hình nó trong đi và dễ chấp nhận. Đó. Thì bình thường để kéo như vậy các bạn phải có kỹ năng kéo mới được, và với Dehaze này thì những cái người mà dùng cơ bản nhất cũng có thể làm cho cái hình trong lên, và chúng ta có thể tiết kiệm tiền không cần phải mua những cái ống nano hay là eo gì đó. Cái này vui vẻ thôi. Mình sẽ kéo thử tấm này lên một chút. Đó, các bạn thấy là nó trong lên rất là nhiều, rất là dễ dàng, chỉ cần một cái kéo thôi. Và mình sẽ tăng sáng lên một chút xíu. Rất là bất ngờ đúng không ạ? Ví dụ tấm hình này đi. Nhìn nó cứ mờ mờ thấy ghét. Chúng ta kéo lên cho nó lên khoảng chừng 43%. Đó là thấy rất là tuyệt vời. Cho sáng lên chút xíu nữa. Đó. Giảm highlight xin chút nếu cần. Ngày xưa các bạn phải tốn nhiều thời gian để mà làm cho cái hình nó trong, và bây giờ với cái Dehaze này thì chúng ta tốn không cần nhiều thời gian nữa. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Adobe. Rồi, xin cảm ơn.